Chào các bạn, trên tay mình có một cái sản phẩm cực kỳ lớn. Vâng, kích thước cực kỳ lớn luôn. Như các bạn thấy mình đo đây, nó còn rộng hơn một cái bao tay của mình. Và đây là một cái chiếc viên pin dự phòng đến từ hãng Anker. Tên gọi của sản phẩm là Power Core S. Và cái thiết kế vỏ hộp thì cũng giống như hầu hết các cái sản phẩm Anker trước đây thôi. Thì nó sử dụng cái tông màu trắng và một cái màu xanh. Thì ở phía đằng trước thì có tên đây rồi. Ở phía đằng sau thì các bạn sẽ có những cái thông tin. Ở đây thì các bạn quan tâm một số những cái thông tin rất là thú vị nhé. Ở đây chúng ta có một cái viên pin 20.000 mAh và cổng sạc thì có thể mắc lên tới 3A. Tất nhiên thì ở đây thì nó sẽ không hỗ trợ công nghệ sạc nhanh rồi. Nó chỉ là các cái cổng USB 5V thôi. Còn những cái sản phẩm mà hỗ trợ sạc nhanh của Anker ấy thì thường nó sẽ đánh dấu cộng ở phía tên ấy. Cái này thì không có. Và vỏ hộp thì ở đây thì có một cái thông tin này. Tất cả các sản phẩm của Anker ấy thì đều có cái thông tin ở đây. Các bạn nào mà nghi ngờ Anker giả, Anker không chính hãng như thế nào ấy thì các bạn có thể chụp hình rồi các bạn gửi cái thông tin về cái hỗ trợ của Anker này. Anker hỗ trợ cực kỳ tốt về các cái dịch vụ khách hàng luôn. Chứ các bạn đừng lo là các bạn khi gửi ấy thì Anker họ sẽ không phản hồi. Rồi bây giờ mình sẽ mở hộp cái pin này để xem cái độ lớn của nó như thế này. Vâng, và đây là viên pin đây rồi. Thì sẽ có một cái lớp vỏ bọc rất là điệu giống như là một cái ví ấy. Ở phía dưới này thì các bạn cũng sẽ có sách hướng dẫn sử dụng này. Chắc là cái này là cái thẻ bảo hành. Đó, thì sản phẩm này thì nó phục vụ cho thị trường Trung Quốc và Hồng Kông nên là cái thông tin thì nó cũng có nhiều cái tiếng Trung. Các bạn lưu ý những cái sản phẩm Anker thì nó sẽ cho các khu vực khác nhau chứ không phải Anker chỉ bán duy nhất ở thị trường Mỹ. Rồi ở đây sẽ có thêm một cái sợi cáp micro nữa. Hết rồi, phụ kiện thì chỉ có thế thôi. Rồi và bây giờ mình sẽ mở cái vỏ này ra thì cái này sẽ có thiết kế như là dạng ví thôi. Đó, cũng là một viên pin nặng và khác thì nó cũng được cho vào một cái vỏ bao cũng rất là đẹp. Bỏ tiếp cái vỏ bao này ra. Cái viên pin này thì chắc chắn là thiết kế bằng vỏ hợp kim rồi. Mình cầm ngay cả ngoài cái túi bóng này thôi mà đã thấy lạnh ngắt rồi. Và đây là viên pin. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái viên pin màu ghi xám và được thiết kế rất là điệu. Thực sự là nó to cực kỳ to luôn nhưng mà được thiết kế điệu. Ở đây thì các bạn sẽ thấy các cái cổng sạc của pin, hai cổng USB này, cổng micro USB là sạc vào này. Và khi mà các bạn bật nút nguồn lên thì các bạn sẽ nhìn thấy dung lượng pin ở đây thì chúng ta đang có một vạch đèn sáng ở đây. Và cái cổng sạc này thì có cái công nghệ Power IQ của Anker. Thế này thì nó là cái cổng mà tự động đáp ứng dòng điện cách tốt nhất có thể. Nhưng các bạn lưu ý là tốt nhất có thể dành cho các cái thiết bị. Tất nhiên là những cái loại pin khác hay là những cái nguồn sạc khác của hãng khác thì đều có cái tự động đáp ứng dòng điện. Tuy nhiên thì với công nghệ Power IQ này thì chúng ta sẽ có cái tự động tốt hơn. Và đặc biệt là có thể hỗ trợ được cái dòng sạc tốt hơn. Như các bạn thấy mình hay test cái cổng sạc thiết bị ấy, thì mình toàn dùng cái cổng Anker thôi. Tại vì khi mà cái nguồn sạc của Anker nó đưa ra ấy, thì nó sẽ có được cái dòng lớn nhất có thể. Giờ ở phía đằng này thì nó cũng không có gì cả. Cái thiết kế thì nó như là một cái rãnh ấy. Ở phía đằng này thì có cái thông tin về sản phẩm này. Thì cũng giống như ngoài vỏ hộp thôi. Ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy cái chữ Power Core S này. Và pin dung lượng 20.000 mAh. Cùng với cái cổng sạc thì có thể mắc nó lên tới 3A. Ở phía bên này thì các bạn sẽ thấy một số những cái chứng chỉ. Cái sản phẩm của Anker thì cực kỳ chất lượng luôn. Và ở đây thì logo Anker đây rồi. Mình chỉ đáng tiếc mỗi một cái viên pin này đấy là nó quá to. Với cái dung lượng 20.000 mAh ấy thì nhiều hãng đã thiết kế cái viên pin nhỏ đi rất nhiều rồi. Tuy nhiên thì ở đây thì chúng ta đã có một cái viên cực to. Đổi lại thì Anker lại thiết kế cái viên pin này rất là đẹp, rất là sang trọng. Và chúng ta còn được tặng thêm một cái bao nữa. Cái bao này thì quen mồm gọi là bao da nhưng thực chất thì nó không phải là bao da đâu. Nó là một cái chất liệu nỉ. Đó, thì khi mà các bạn dùng ấy thì các bạn có thể cho nó vào đây và cầm đi, rất là tiện dụng. Và bây giờ mình sẽ tiến hành thử cái cổng sạc của Anker. Mình rất là thích cái Power IQ của Anker. Nó cho một cái dòng sạc rất là tuyệt vời. Và đương nhiên mình sẽ thử với iPad. Với một cái pin lớn như thế này thì cái iPad là cái quan trọng. Rồi như vậy thì mình đang đo ở đây thì đang được là 1,5A ở cái cổng thứ nhất. Và bây giờ mình sẽ thử đến cổng thứ hai. Vâng, ở cái cổng thứ hai thì cũng là 1,5A. Đối với các cái pin dự phòng thông thường ấy thì khi mà các bạn sạc cho các cái thiết bị khác như là điện thoại hay là iPad ấy thì nó thường là nó sẽ không tương đương được với củ nguồn đâu. Cái củ nguồn thì ví dụ như cái iPad này thì các bạn có thể sạc được lên tới 2,2A.
Tuy nhiên thì qua cái viên pin dự phòng này đa phần nó cũng sẽ chỉ rơi và dao động trong vòng khoảng 1,4-1,5 thôi. Trong tất cả những dòng pin dự phòng ấy thì mình có test cái pin của Anker loại 10.000 mAh là Power Core cộng. Cái bản đó thì có thể sạc ra cái dòng tương đương như là cái củ sạc. Cái pin đấy thì cực kỳ là tuyệt vời. Nhưng mà hiện tại thì cái pin đấy chỉ có 10.000 mAh thôi. Còn cái viên pin này thì chúng ta đang có tới 20.000 mAh. Và cái cổng sạc ra thì cũng ở mức tương đối chứ không phải là mức quá mạnh, quá tốt như là cái viên pin loại nhỏ kia. Rồi như vậy thì mình đã giới thiệu xong với các bạn viên pin dự phòng 20.000 mAh đến từ hãng Anker. Một viên pin có thiết kế tuyệt vời, đẹp nhưng mà kích thước thì hơi bị vĩ đại. Và cầm theo những cái viên pin như thế này thì thực sự là hơi bị nặng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Hẹn các bạn ở những clip lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.